Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tám Bóng Đá. Hôm nay hãy cùng chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng sơ loại PSV và Midtjylland tại vòng sơ loại Champions League 2021-2022. Hai đội bóng này đã giành những chiến thắng rất quan trọng trước những đối thủ mạnh ở vòng trước để đối đầu với nhau. Một trong hai sẽ giành quyền góp mặt tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đây sẽ là động lực lớn của PSV và Midtjylland thi đấu bùng nổ trong trận đấu tới. Sau kèo bóng đá PSV gặp Midtjylland tại trận sơ loại vòng Champions League, thời gian diễn ra là 1 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi, lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Sau kèo trận đấu PSV gặp Midtjylland, phong độ của PSV Andy Hove nắm trọn gần nhất. PSV đang có những khởi đầu tốt ở trước mùa giải năm nay, hơn nữa, họ còn thắng Galatasaray ở hai lượt trận vòng sơ loại đầu tiên với tổng tỷ số là 7-2. Rõ ràng, thành tích thi đấu của đội bóng này đang vượt trội so với những mong đợi của người hâm mộ. Trước một đối thủ chân ướt chân ráo tại cúp C1 như Midtjylland, cơ hội để họ giành chiến thắng là rất cao. Phong độ của Midtjylland năm trận gần nhất. Midtjylland đang có những sự đầu tư đúng hướng để thường xuyên góp mặt tại đấu trường cúp C1 ở trong vài năm trở lại đây. Năm trận đấu gần nhất, họ chứng kiến trụ phong độ khá tốt với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua. Hai trận đấu gần đây, họ thắng liên tiếp cả hai trận với khoảng cách chỉ một bàn. Đáng chú ý là chiến thắng 2-1 trước Celtic để tiễn đội bóng này khỏi giải đấu. Soi kèo tài xỉu PSV gặp Midtjylland, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cho hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa. Người chơi đặt tài sân cược 0.94 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.80 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2.75. Người chơi đặt tài sẽ ăn cược 0.98 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu ăn cược 0.96 nếu trận đấu ra xỉu. Trong 5 trận đấu vừa qua, PSV có cho mình 3 trận về kèo tài và 2 trận về kèo xỉu. Bên kia chiến tuyến, Midtjylland có cho mình cũng 3 trận về tài và 2 trận về xỉu trong 5 lần ra sân gần nhất. Có thể thấy PSV và Midtjylland đang có những trận đấu ra mức kèo khá tương đồng nhau. Họ có những cách tấn công rất hiệu quả và bài bản. Chính điều này đang khiến số cơ hội mà mỗi trận họ tạo được là khá cao. Tuy nhiên khả năng tận dụng lại chỉ có PSV làm được. Nhìn chung với những gì đã thể hiện thì kèo tài cả trận nên được người chơi cân nhắc. Sau kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là 1.25. PSV nằm kèo trên và chấp Midtjylland 1.25 trái. Mức chấp này đã cho thấy đẳng cấp của hai đội là chênh lệch nhau khá nhiều. PSV sở hữu sức mạnh vượt trội và những trận đấu vượt qua các đối thủ mạnh gần đây là minh chứng cho điều đó. Cộng thêm yếu tố được chơi trên sân nhà ở ngay trận lượt đi, PSV chắc chắn sẽ muốn tạo lợi thế trước trận lượt về. Vì thế cửa trên PSV và kèo tài nên được người chơi cân nhắc. Đây là những nhận định của chúng tôi, còn lựa chọn cuối cùng vẫn là ở anh em. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi xuống tay. Dự đoán tỷ số trận đấu, PSV thắng 3-0 Midtjylland. Trên đây là những nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Anh em nhớ chỉ nên xem cá cược là hình thức giải trí, không nên xem là phương thức kiếm tiền đổi đời. Hãy thật sáng suốt trước những lựa chọn của mình. Xin chào và hẹn gặp lại!